Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Vòng TV. Đây là chiếc Nokia C700. Hồi trước thì mình có làm review con này rồi, nhưng mà để một thời gian lâu không dùng các bạn. Mình sợ nó hư pin, cho nên lâu lâu mình phải mở lên để chơi game. Nói chung cũng chỉ để chơi game thôi. Để mình thử chụp cái camera của em nó xem nó còn hoạt động không nha các bạn. Có flash luôn, nhưng mà cái dòng này nó không có chạm để lấy nét được, không biết là do mình không biết cắt hay là nó không làm được hả các bạn. Đây nha các bạn, nói chung camera thì hoạt động bình thường rồi. Bây giờ mình sẽ chơi thử một vài con game trên chiếc Nokia C700 này nha. Game này thử xem. Rồi, ok. Rồi tiếp theo mình sẽ chơi thử tựa game Fruit Ninja. Mưa to quá các bạn ơi, ồn quá. Rồi, tiếp theo mình sẽ chơi thử tựa game Advance 6. Rồi ok, sau một thời gian rất là lâu không sử dụng
Tới chiếc Nokia C700 này thì mình mở lên thấy nó hoạt động vẫn rất là bình thường luôn nha các bạn. Rồi, nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like, một subscribe nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.